Thưa quý vị, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng đã có nhiều mô hình hay, hoạt động ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới hòa vang. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức trao tặng mô hình vườn cây cộng đồng tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, qua đó góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh cho người dân địa phương. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của thanh niên thành phố trong triển khai chủ đề Thanh niên Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới. Về phía địa phương thôn Hòa Trung rất chân thành cảm ơn cái sự quan tâm của các anh lãnh đạo của thanh đoàn cũng như các ban ngành cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ để cho trên cái khu vực của cái văn hóa của thôn được sáng hơn, xanh hơn, đẹp hơn, để những cái vườn cây này khi mà phát triển thì sẽ tạo bóng mát để cho các thanh thiếu niên của thôn Hòa Trung được vui chơi tập thể thao. Bên cạnh đó, Thành đoàn Đà Nẵng cũng triển khai chương trình hỗ trợ giống con vật nuôi cho thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để phát triển kinh tế tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tạo thêm sinh kế cho thanh niên có điều kiện vươn lên, ổn định cuộc sống là vô cùng cần thiết. Hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè cũng như là hoạt động cao điểm về thực hiện xây dựng nông thôn mới, thì Thành đoàn Đà Nẵng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, nó góp phần hỗ trợ cho bà con nhân dân tại địa phương, đặc biệt là cái xã Hòa Bắc, góp phần đảm bảo cái kinh tế xã hội tại địa phương, giúp cho đời sống cho đoàn viên thanh niên cũng như bà con được tốt hơn trong cái giai đoạn dịch bệnh Covid lần này. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới, Thành đoàn Đà Nẵng cũng chỉ đạo thành lập các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới, giúp người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản, qua đó hỗ trợ người dân ổn định sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.